Các em thân mến, bài học hôm nay chúng ta sẽ học về bài toán về góc giữa hai mặt phẳng. Trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu kiến thức lý thuyết về phần này. Giả sử chúng ta có mặt phẳng V là AX, A1X cộng B1Y cộng C1Z cộng D1 bằng 0 và mặt phẳng Q A2X cộng B2Y cộng C2Z cộng D2 bằng 0. Như vậy thì chúng ta có là vector phát tuyến của mặt phẳng V đó là A1, B1, C1 và vector phát tuyến của mặt phẳng Q là A2, B2, C2. Thì chúng ta có góc giữa hai mặt phẳng P và Q thì được xác định như sau. Một là về cốt của góc giữa P và Q thì chính là bằng trị tuyệt đối cốt giữa NV và NQ. Thì nó chính là bằng NV nhân NQ trên cho độ dài NV, độ dài NQ và bằng trị tuyệt đối đây là A1, A2 cộng B1, B2 cộng C1, C2 rồi tất cả trên cho căn của A1 bình phương cộng B1 bình phương cộng C1 bình phương nhân căn của A2 bình phương cộng với B2 bình phương cộng với C2 bình phương. Ở đây thì các em cũng chú ý cho thầy là góc giữa P và Q thì trải từ 0 độ cho đến 90 độ. Chúng ta chú ý một cái trường hợp và đặc biệt đó là khi P vuông góc của Q, tức là góc giữa P và Q được 90 độ, thì điều này sẽ xảy ra khi và chỉ khi là tích NP nhân NQ là bằng 0 và xảy ra khi A1, A2 cộng với B1, B2 cộng C1, C2 là bằng 0. Sau đây chúng ta sẽ xét một số ví dụ. Thứ hai chúng ta xét ví dụ. Ví dụ 1 là tính góc giữa hai mặt phẳng sau đây. Mặt phẳng P là AX cộng Y cộng 2Z trừ 3 bằng 0. Mặt phẳng Q là X cộng 2Y trừ 2Z cộng 1 bằng 0. Ở đây chúng ta chỉ là tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng. Thì chúng ta chú ý là trong cái công thức này muốn tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng thì các em phải xác định được là vector phát tuyến của hai mặt phẳng đó. Như vậy thì chúng ta có tính phương giải như sau. Mặt phẳng P nó sẽ có một vector phát tuyến đó là NP có độ 2, 1, 2. Còn mặt phẳng Q thì có vector phát tuyến NQ đó là 1, 2, âm 2. Và chúng ta tính độ dài NP thì chúng ta sẽ được kết quả là 3. Chúng ta tính độ dài NQ thì chúng ta được kết quả là 3. Và cốt của góc giữa P và Q
thì được xác định đó là trị tuyệt đối của cốt giữa NP và NQ. Mà cốt giữa NP, NQ thì bằng là tích vô hướng chia cho tích độ dài. Mà tích vô hướng thì nó sẽ bằng là 2 nhân 1 này, cộng với 1 nhân 2 cộng với 2 nhân âm 2 thì ta được âm 4 và trên cho 3 nhân 3. Và chúng ta thấy rằng là cốt này là bằng 0. Vậy chúng ta có cốt của góc giữa hai mặt phẳng PQ là bằng 0. Còn nếu như bài toán yêu cầu tính góc giữa hai mặt phẳng thì các em chỉ rằng là góc giữa hai mặt phẳng P và Q thì chính là bằng 90 độ. Chúng ta xét sang một ví dụ thứ hai. Cho mặt phẳng P có phương trình MX cộng Y cộng 12 Z cộng 1 bằng 0. Mặt phẳng Q có phương trình x trừ 2y trừ 2z cộng 3 bằng 0. Bài toán yêu cầu là tìm m để a nhỏ là mặt phẳng P vuông góc với mặt phẳng Q, P nhỏ để cốt của góc để góc giữa P và Q là bằng 60 độ. Trong phần lý thuyết thì chúng ta phải làm muốn xác định được góc thì chúng ta phải xác định được vectơ phát tuyến. Đây là việc đầu tiên là chúng ta phải tìm vectơ phát tuyến của mặt phẳng P. Thì mặt phẳng P thì có một vectơ phát tuyến là NP là M1, 2. Mặt phẳng Q có vectơ phát tuyến NQ là 1, âm 2, âm 2. Thì chúng ta có là cốt của góc giữa P và Q. Với câu A thì chúng ta có là mặt phẳng P vuông góc với mặt phẳng Q thì xảy ra khi NP nhân vô hướng với NQ là bằng 0. Vậy thì chúng ta có đây là M trừ 2 trừ 4 bằng 0. Chúng ta có M bằng 6. Câu B thì góc giữa P và Q bằng 60 độ thì khi và chỉ khi là cốt của góc giữa P và Q là bằng 1 phần 2. Mà cốt của góc giữa hai mặt phẳng thì bằng tích vô hướng, tức là đây là M trừ 2 trừ 4 trị tuyệt đối chia cho tích độ dài, tức là độ dài của cái MP này thì chúng ta có là căn của M bình cộng 1 bình cộng 2 bình tức là cộng 5, và độ dài NQ là bằng 3. Vậy chúng ta có được là căn M bình cộng 5 nhân với 3 thì bằng 1 phần 2. Điều này tương đương trị tuyệt đối của M trừ 6 thì bằng chúng ta phải nhân lên 2 trị tuyệt đối M trừ 6 thì 3 căn của M bình cộng 5. Và như vậy chúng ta bình phương lên thì sẽ được M bình trừ 12M cộng với 36 và đây là 9 M bình cộng 5. Và ta có 5 M bình phương cộng với 48M 95 thì là đây là 45, nhưng mà 4 nhân với 36 thì là 144. Như vậy là chúng ta được là trừ 99. Ở bài toán này chúng ta thấy hệ số B là số chẵn nên chúng ta thể dùng là delta phẩy. Delta phẩy là bằng 24 bình phương trừ trừ thành cộng, tức là 5 nhân với 99. Mà 24 bình phương thì chúng ta sẽ được là 4416 nhân 196 này, rồi đây là 48
Như vậy thì chúng ta sẽ được là 576 và 99 mà nhân thành 5, 95 về 45, nhớ 4 nữa là chúng ta có 49. Như vậy thì 99 nhân với 5 thì chúng ta sẽ được là 495. Và chúng ta cộng với 576 thì chúng ta sẽ được kết quả là gì? 1 này, 7 này, 1071. Như vậy chúng ta được nghiệm là m bằng trừ 24 trừ căn 1071 trên cho a tức là 5, hoặc là m bằng trừ 24 cộng với căn 1071 trên cho 5. Vậy là chúng ta có hai giá trị để cho góc giữa p và q nó bằng 6. Chúng ta xét sang ví dụ thứ ba. Viết phương trình mặt phẳng alpha chứa OZ và tạo với mặt phẳng P một góc 60 độ. Ở đây thì các em cần chú ý rằng là muốn viết phương trình mặt phẳng thì chúng ta cần phải biết điểm đi qua và vector mặt tuyến. Chúng ta thấy là mặt phẳng này chứa OZ, như vậy là điểm đi qua chính là O. Vậy thì chúng ta cần tìm vector mặt tuyến. Thầy gọi vector N có tọa độ là ABC với A bình cộng B bình cộng C bình phát không là một vector phát tuyến của mặt phẳng alpha. Như vậy thì chúng ta có mặt phẳng alpha là chứa OZ, chứa trục OZ, và chứa trục OZ nên là phát tuyến sẽ vuông góc với vector đơn vị k. Vậy từ đây chúng ta có là n thì vuông góc với vector k có tọa độ là 0,0,1. Và điều này xảy ra khi là c bằng 0. Vì tích vô hướng của n và k thì chúng ta lấy hoành cộng tung nhân tung cộng cao độ nhân cao độ, tức là a nhân 0 cộng b nhân 0 cộng c nhân 1 bằng 0. Vậy thì chúng ta có c bằng 0. Rồi chúng ta có giả thiết là góc giữa alpha và b là 60 độ. Như vậy thì chúng ta thấy là alpha và b là 60 độ. Điều này tương đương với cos của góc giữa alpha và b là bằng 1/2. Tức là chúng ta được trị tuyệt đối của gì? Của a cộng 2b trừ c căn 5 trên cho và căn bậc 2 của a bình cộng b bình cộng với c bình nhân với căn của 1 bình cộng với 2 bình phương cộng với âm căn 5 tất cả bình phương. Chúng ta có cái này chính là bằng 1/2. Rồi nhưng mà ở đây chúng ta chỉ là c bằng 0 nên là cái này chính là bằng trị tuyệt đối của a cộng 2b trên cho căn của a bình cộng với b bình phương. Và ở đây là chúng ta có là căn 10 thì bằng 1 trên căn 1/2 do là c bằng 0. Điều này tương đương với 2 trị tuyệt đối a cộng 2b thì bằng căn 10 nhân với căn của a bình cộng với b bình, và hai vị này không âm thì là chúng ta bình phương lên thì sẽ được là a bình cộng 4 b bình phương cộng 4 ab. Ở đây là được 10 a bình cộng với b bình phương. Chúng ta chuyển qua thì được là 6 a bình phương trừ 16 ab, và đây là 16 b bình trừ cho
10 bê bình trừ 16 bê bình như vậy được là 16 bê bình bằng 0. Chúng ta sản ước cho 3 à, chúng ta sản ước cho 2 sẽ được là 3 bình trừ 8 AB trừ 3 B bình phương bằng 0. Ở đây thì chúng ta xét là nếu như mà B bằng 0 thì chúng ta có A bằng 0. Điều này là vô lý, bởi vì là khi đó A bằng B bằng 0 và C bằng 0 rồi, nên nó mâu thuẫn với A bình cộng B bình cộng C bình khác 0. Còn nếu B khác 0 thì chia hai vế, chia hai vế của 1 cho B bình phương thì ta sẽ được là 3 A trên B tất cả bình trừ 8 A trên B trừ 3 bằng 0. À, chúng ta giải phương trình này ra thì sẽ tìm ra được A trên B. Ở đây chúng ta xét delta phẩy. Delta phẩy thì sẽ bằng là 4 bình phương trừ AC, tức là cộng với 3 bình phương, như vậy thì được 5 bình phương. Vậy thì chúng ta sẽ được là trừ B phẩy trừ căn delta phẩy trên A, tức là được trừ 1/3, hoặc là trừ B phẩy cộng căn delta phẩy trên A thì 3. Với trường hợp thứ nhất, A trên B là bằng trừ 1/3. Khi A trên B bằng trừ 1/3 thì ta sẽ có, ta sẽ chọn là A bằng âm 1 thì B bằng 3. Khi đó chúng ta có phương trình, chúng ta có vector n sẽ có tọa độ là âm 1, 3, 0, và chúng ta có là mặt phẳng alpha thì nó đi qua gốc tọa độ và có một vector phát tuyến n có tọa độ là âm 1, 3, 0 nên có phương trình trừ x cộng 3y bằng 0. Trường hợp thứ hai là khi A trên B bằng 3, vậy thì chúng ta chọn A bằng 3 thì B bằng 1, và chúng ta có n bằng 3, 1, 0, và như vậy thì mặt phẳng alpha đi qua ô tọa độ 0, 0, 0 và có một vector phát tuyến n là 3, 1, 0 nên có phương trình là 3x cộng y bằng 0. Như vậy thì chúng ta có hai cái phương trình thỏa mãn, đó là trừ x cộng 3y bằng 0 hoặc là 3x cộng y bằng 0. Vậy là trong bài toán này thì các em chú ý rằng là khi viết phương trình mặt phẳng thì chúng ta quan tâm là đã biết được các yếu tố cơ bản như là điểm thuộc mặt phẳng chưa, hay là phát tuyến chưa. Và trong bài toán này thì chúng ta đã biết được điểm đi qua, thì như vậy bây giờ chúng ta chỉ cần tìm vector phát tuyến. Và muốn tìm vector phát tuyến thì chúng ta sẽ gọi vector phát tuyến là tọa độ ABC, và chúng ta sử dụng các cái điều kiện, các cái dự kiện của bài toán để chúng ta thiết lập nên các cái phương trình đối với ABC và tìm ABC.